Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 47 Cự Linh Thần Chưởng, tác giả Ngê Khuông, diễn đọc Chương Vũ. Sở dĩ Kim Ngân Tiêu nói ra những lời này là vì chàng đã nghe câu chuyện giữa cửu quỷ ác bà và Bách Trưởng Thiền Sư trao đổi với nhau từ đầu, nhất là nhìn thấy rõ sắc mặt của hai người và gọi tên tục của nhau. Tình hình đó khiến cho chàng nghĩ ngay đến một mối ân tình của hai người khi họ còn niên thiếu. Trước khi Bách Trưởng Thiền Sư xuất gia đầu Phật, nên chàng đã gợi chuyện tình cũ xưa để mong cho cửu quỷ ác bà nghĩ lại tình xưa mà không xuống tay tàn bạo. Chẳng giờ chừng nghe Kim Ngân Tiêu nói câu đó thì cửu quỷ ác bà xa sầm nét mặt rồi nói lớn: "Tiểu quỷ, ngươi im miệng lại, ngươi biết cái gì mà nói? Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện trời biển đâu đâu, hảo quyền vô lý. Cửu quỷ ác bà này đã có phu quân rồi, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao?" Kim Ngân Tiêu ngẩn người ra. Chàng chợt nhớ đến năm xưa khi tiến vào động núi ở ngọn Giáng Dân Phong, chàng đã gặp đấng trượng phu của cửu quỷ ác bà, tức là dị nhân tiền bối ngồi trên tảng đá trước đầm nước, chắn ngang đường vào động và đã dùng mẹo thách đố chàng vượt qua. Chàng rùng mình nghĩ thầm: "Ôi, ta quả là hồ đồ. Cửu quỷ ác bà có chồng và năm xưa cùng chồng gây bao chuyện động trời lỡ đất trong võ lâm. Ngày nay giang hồ còn truyền tụng, về sau nghe nói hai vợ chồng của cửu quỷ ác bà có chuyện bất hòa, cùng ẩn cư ở lòng núi. Trong suốt mấy chục năm trường không ai nhìn mặt và cũng không ai nghe nói tới, nhưng họ vẫn là tình nghĩa phu thê. Như vậy không có lý nào cửu quỷ ác bà lại còn có chuyện tư tình với Bách Trưởng Thiền Sư, trừ phi đây là một chuyện từ trước rồi, khi cửu quỷ ác bà chưa xuất giá tùng phu." Kim Ngân Tiêu còn đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy cửu quỷ ác bà sắc mặt bỗng bừng đỏ lên và cất tiếng thè thè nói tiếp: "Tiểu tạc, người đã gặp đấng trượng phu của ta mà còn chưa biết tính tình ông ấy hay sao? Nếu ông ấy nghe thấy những lời bất chính của ngươi, ta sợ ngươi chết không toàn thây đó. Ông ta sẽ cắt gân lột da ngươi để nhồi trấu." Cửu quỷ ác bà liếc mắt nhìn về phía Bách Trưởng Thiền Sư đang ngồi, rồi lại nói: "Nhà ngươi muốn biết Tiêu Hồng Âm là người như thế nào đối với ta, ta nói chuyện cũ cho một tiểu quỷ hậu bối như ngươi nghe biết cũng chẳng hề gì. Tiểu Hồng Âm với ta khi xưa chỉ có tình nghĩa sư huynh muội đồng môn mà thôi. Tiểu Hồng Âm là nhị sư huynh của ta, còn đại sư huynh chính là đấng trượng phu của ta bây giờ. Cả ba chúng ta cùng học một thầy đó, người đã biết hay chưa?" Kim Ngân Tiêu kinh ngạc bàng hoàng, chàng tự nhủ thầm: "Té ra là như vậy. Thật không ai ngờ Bách Trưởng Thiền Sư lại là đồng môn sư huynh của cửu quỷ ác bà." Nhưng chàng vốn là người thông minh mau hiểu, chỉ thoáng nghe tình hình đó, Kim Ngân Tiêu cũng đã đoán ra ngay tất cả những bi kịch giữa hai nam một nữ lại cùng đồng môn sư huynh muội. Bách Trưởng Thiền Sư đã đem lòng yêu vị sư muội Bách Hoa Nương, cũng tức là cửu quỷ ác bà bây giờ, nhưng không được sư muội đền đáp tình yêu vì sư muội đã đem lòng yêu đại sư huynh rồi kết hôn với đại sư huynh. Tất cả câu chuyện tình bi đát là như thế. Cũng có thể giữa ba người hay giữa hai vị sư huynh đã xảy ra chuyện ghen tuông xô xát kinh người, hay cũng có thể là vị sư muội Bách Hoa Nương tuy đã thuận lợi kết hôn với đại sư huynh nhưng cảm thấy thương hại cho nhị sư huynh rồi tìm lời an ủi, chẳng may gây chuyện hiểu lầm thê thảm. Xét ra thì cửu quỷ ác bà chẳng phải là người lẳng lơ hay có ý đành ác dâm đảng trên chốn giang hồ, nên việc tư thông không hề có chuyện đó. Giả lại Bách Trưởng Thiền Sư tuy si mê đến cực độ nhưng cũng chẳng thể là người hành động khuất tất hay mờ ám để bước vào đường thông dâm. Dẫu sao kết quả hết sức là bi thảm, là vị nhị sư huynh đó phải ra đi ôm mối hận tình, tạo đầu đi tu để trở thành một vị thiền sư như ngày nay. Nhưng mối tình u quán đó không dễ gì bỗng chốc mà quên được. Có lẽ cũng không muốn để cho Kim Ngân Tiêu phải thắc mắc về vấn đề này nữa, cửu quỷ ác bà bỗng lên tiếng:
nhà ngươi khỏi phải phỏng đoán vớ vẩn nữa. Một khi giữa ba người bất hòa, tất nhiên là phải có sự ly tán. Đó là chuyện thường ở trên đời này. Nhưng từ lúc Tiêu Hồng Âm bước chân vào phái Nga Mi cạo đầu đi tu, bọn ta đã không nhìn nhận y là đồng môn, đồng phái nữa. Tình nghĩa sư huynh muội như vậy là đã cắt đứt rồi. Tú quỷ ác bà này ra đời hành sự chỉ có một điều tâm niệm: kẻ nào thuận với ta là bạn, kẻ nào nghịch với ta là thù. Nhà ngươi đừng đem chuyện tình cảm nói với ta vô ích. Nói tới đây, đôi mắt của cửu quỷ ác bà chớp lóe một tia hung quang coi như là vô cùng ác độc. Kim Ngân Tiêu khẽ liếc mắt nhìn về phía Bách Trưởng Thiền Sư, thấy mặt của ông xám ngắt như chạm đổ, mắt nhắm nghiền. Từ lúc cửu quỷ ác bà nhắc lại chuyện xưa, Bách Trưởng Thiền Sư không sao giữ nổi vẻ đau đớn chua chát, tiếc hận hiện rõ trên nét mặt. Bách Trưởng Thiền Sư bỗng cất tiếng khẽ nói: "Kim thiếu hiệp, thiếu hiệp hãy rời khỏi nơi này, đừng quản ngại đến bần tăng nữa." Kim Ngân Tiêu lắc đầu cương quyết nói: "Bách Trưởng đại sư, giảng bối bảo vệ đại sư đến cùng, mời đại sư hãy đứng lên để cho giảng bối hộ vệ người ra khỏi nơi này." Tủ quỷ ác bà cười khanh khách: "Kim tiểu tử, ngươi không đưa cử linh thần công chân kinh cho ta, Tiêu Hồng Âm sẽ chết trước đâu." Kim Ngân Tiêu tức giận nói lớn: "Tiền bối, có đủ tài lực thì hãy ra tay đoạt lấy chân kinh đi. Tại sao phải dùng thủ đoạn không quang minh chính đại, uy hiếp người không có sức tự vệ như vậy?" Tủ quỷ ác bà hừ một tiếng rồi nói: "Ta chẳng nói với ngươi như vậy hết hơi rồi hay sao? Ta bảo ngươi, cuộc đấu chưa phân thắng bại, cớ sao ngươi đòi rút lui?" Kim Ngân Tiêu liền nổi nóng, chàng không còn giữ vẻ khiêm tốn nữa, liền lạnh lùng đáp: "Kim mổ đã thừa tiếp tiền bối ba chưởng, công lực của tiền bối như thế nào kim mổ đã rõ, còn cần gì phải đấu nữa chứ?" Cửu quỷ ác bà rít lên như ma hú: "Cầm ngay đi, ngươi đừng có dở giọng kiêu ngạo như vậy nữa. Lần này lão bà sẽ cho ngươi biết công lực của cửu quỷ thôi hồn uy mãnh như thế nào. Nhưng lão bà không cần phải đấu chưởng với ngươi nữa, mà bằng một cách khác." Kim Ngân Tiêu sai người lại đối diện cùng cửu quỷ ác bà. Chàng bước dài bước sang một bên, tránh xa chỗ Bách Trưởng Thiền Sư ngồi, rồi thản nhiên nói: "Bất cứ cách nào, kim mổ cũng vui lòng chờ tiền bối chỉ giáo cho mấy chiều. Nhưng có điều kim mổ giao hẹn trước là cuộc đấu này chỉ liên quan đến một mình kim mổ với tiền bối mà thôi. Còn Bách Trưởng Thiền Sư đây hoàn toàn ở ngoài cuộc, tuyệt nhiên tiền bối không được nhân dịp đã thương thiền sư." Cửu quỷ ác bà cười khanh khách nói: "Tiểu quỷ, người khá ngạo mạn, lo thân mình chưa xong còn lo cho người khác. Nhà ngươi liệu có sống nổi không mà dám nói như vậy?" Kim Ngân Tiêu chỉ cười nhẹ: "Kim mổ sẵn sàng chờ tiền bối chỉ giáo." Cửu quỷ ác bà lại nói: "Kim tiểu tử kia, năm xưa khi ngươi tiến vào động của ta, ngươi đã nghe thấy thanh âm của cửu quỷ thanh âm rồi. Lần này ta cũng muốn dùng âm thanh đấy, xem công lực của nhà ngươi tiến triển như thế nào." Đột nhiên Bách Trưởng Thiền Sư ngẩng đầu lên giọng kinh hoàng: "Kim thiếu hiệp, mau rời khỏi nơi này." Kim Ngân Tiêu ngẩn người ra suy nghĩ. Quả thật là chàng không ngờ cửu quỷ ác bà lại dùng âm thanh thử sức với chàng. Năm xưa chàng suýt chết vì âm thanh ma quái đó, nên biết ngay rằng chẳng phải là chuyện tầm thường. Bách Trưởng Thiền Sư hẳn đã rõ cái âm thanh này nó như thế nào, nên mới lộ vẻ kinh hãi thúc giục chàng bỏ đi. Nguyên môn công phu cửu quỷ thôi hồn của cửu quỷ ác bà là một môn võ công độc đáo tuyệt kỹ, của nó có thể phát huy ra kình đạo, đạo lực hay bất cứ thứ binh nhẫn nào khác. Song điểm độc đáo nhất là quy ra thanh âm. Sở dĩ môn võ công này có tên là cửu quỷ thôi hồn chính là gì? Âm thanh của nó ghê gớm, nó phát ra như chính con quỷ cùng kêu hú một lượt. Năm xưa cửu quỷ ác bà thành danh trong võ lâm cũng là nhờ âm thanh này, nên võ lâm mới đặt cho mụ cái danh hiệu ghê gớm là cửu quỷ ác bà. Nhưng năm xưa cửu quỷ ác bà mới luyện có 4 thành công lực, còn bây giờ mụ đã tiến đến 10 thành rồi, sức mạnh phát huy chẳng phải là như xưa. Cửu quỷ thôi hồn có tất cả 9 âm điệu,
mỗi âm điệu mang tên một loài quỷ, bởi vậy nên mới được gọi là cửu quỷ thôi hồn. Mỗi âm điệu công dụng khác nhau, nhưng quy lực càng lúc càng mạnh. Chính âm điệu này gồm có ngạ quỷ âm, nhị đầu quỷ âm, độc xuyên quỷ âm, tróc bì quỷ âm, ngưu đầu quỷ âm, cổ đào quỷ âm, thất hãm quỷ âm, trường thốn quỷ âm và vô thường quỷ âm. Chính thứ âm thanh này đều có năng lực sát nhân ghê gớm. Công lực của cửu quỷ thôi hồn càng cao thì sức giết người càng xa, có thể ngoài 10 dặm cũng làm cho chết người được. Đại để âm thanh ngạ quỷ tuy là yếu nhất, nhưng cũng đủ làm cho những người công lực kém tan nát phủ tạng mà chết. Hay nhị đầu quỷ âm có thể làm đối phương nổ ốc mà chết. Nhưng lợi hại hơn hết là ba điệu sau cùng: thất hàm quỷ, trường thốn quỷ và vô thường quỷ. Vì những âm thanh này chuyên phá các huyệt đạo của đối phương, đó là phép thanh âm điểm huyệt. Nó còn lợi hại hơn cả phép đàn chỉ lăng không điểm huyệt. Còn trường thốn quỷ âm là âm thanh có năng lực cắt đứt ruột gan của đối phương. Khi bị trúng âm thanh này, dù là cao thủ gió lâm cũng phải đau đớn hoàng hoại, như thể trong ruột có lòi dung quấy đảo, đau đớn khổ sở đến mức không thể nào chịu đựng nổi, rồi sau đó ruột mới đứt ra từng khúc mà chết. Khủng khiếp nhất là âm thanh tầng thứ 9, tức là vô thường quỷ. Bởi vì một khi đã bị âm thanh này xuyên trúng vào người, thì tất cả ngũ quan sẽ có như kim châm, đâm vào tim như kiến cắn, vào ruột bị cào xé, da thịt bị nứt nẻ, xương bị lội ra ngoài. Tóm lại nạn nhân chẳng phải là người nữa, mà biến thành một loài quỷ, quỷ vô thường, chịu muôn ngàn khổ cực ở địa ngục. Nhưng Kim Ngân Tiêu đâu có biết đến sự nguy hiểm đó. Năm xưa chàng đã bị thanh âm cửu quỷ thôi hồn tấn công, nhưng mày có tiếng sư tử hống của Bách Trưởng Thiền Sư từ đỉnh núi vẳng xuống, làm cho thanh âm cửu quỷ thôi hồn giảm quy lực. Nhờ thế mà chàng vượt qua được cửa ải nguy hiểm đó. Giờ đây nghe cửu quỷ ác bà thách thố, chàng nghĩ thầm: bất quá thanh âm cửu quỷ thôi hồn chỉ hơn năm xưa mấy thành là cùng. Ta đã luyện được cửu linh thần công, lại thêm công lực tinh tiến gấp bội, có đâu mà sợ âm thanh đó. Kim Ngân Tiêu chưa kịp trả lời, cửu quỷ ác bà thấy chàng ngẩn ngơ suy nghĩ, lại cho rằng chàng sợ, liền cười lớn. Tiểu quỷ kia, ngươi muốn rời khỏi nơi đây an toàn là phải để lại cuốn cửu linh thần công. Kim Ngân Tiêu hít một hơi dài, ngầm vận dụng đến thức thứ 84, là thức cuối cùng của cửu linh thần công, rồi dõng dạc nói: tiền bối, Kim mổ đã sẵn sàng rồi, mong tiền bối ra tay nhân nhượng. Cửu quỷ ác bà bỗng bật ra một chuỗi cười ghê rợn, đột nhiên tiếng cười im bặt. Cửu quỷ ác bà từ từ giơ tay lên trước ngực. Khuôn mặt đẹp như hoa, trắng như tuyết của lão bà này tự nhiên bừng đỏ, những đường gân máu nổi trên má chằng chịt trông rất ghê rợn. Đồng thời mấy tiếng bùng 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 như tiếng trống nổi lên. Kim Ngân Tiêu quát mắt đứng chờ, thần trí được nội lực của cửu linh thần công và nước giải hạt ngàn năm tăng cường nên sáng suốt vô cùng. Chàng vận dụng công lực toàn thân tạo nên một bức tường vô hình quanh chàng và điềm tĩnh chờ cửu quỷ ác bà tấn công. Chợt Bách Trưởng Thiền Sư kêu lên một tiếng và kinh hoàng gọi lớn: Kim thí chủ, không được, không được đâu. Nhưng cửu quỷ ác bà đã nhếch mép cười hiểm độc, hai bàn tay của mụ chụm lại quanh một, rồi lồng ngực của mụ phập phồng, rồi từ chiếc miệng xinh xắn và đôi môi đỏ thắm đó bật ra một âm thanh quái đản. Âm thanh đó lúc đầu thì nhỏ, chẳng khác gì là một tiếng hú tầm thường, nhưng chỉ phút chốc sau, nó biến đổi kỳ dị. Đang trầm, âm thanh bỗng nhiên cao vút lên, rồi tứ bề bốn phương ầm ầm như muôn ngàn binh mã cùng chạy. Kim Ngân Tiêu không một chút sơ hở, chàng dẫn chân khí toàn thân nhất định không để cho âm thanh lấn áp, làm rối loạn tinh thần. Năm xưa chàng bị cửu quỷ thôi hồn chặn đứng lại, và làm cho tinh thần của chàng tán loạn như quá điên. Lần này Kim Ngân Tiêu đã đề phòng, nên âm thanh càng cao, chân khí của chàng phát ra càng mạnh. Giữa lúc đó, một việc vô cùng kinh ngạc đã xảy ra.
Cùng lúc tự nhiên có bãi luồng mảnh khí nhỏ, tấp như là những sợi chỉ vô hình vô sắc lấn áp đến và điểm vào bãi huyệt đạo của chàng. Trương Ngân Tiêu đã tưởng chàng có thần công hộ thể xung quanh, chàng đã có tường đồng vách sắt, không một mãnh lực nào có thể phá vỡ tường đồng vách sắt đó. Không ngờ chỉ thoáng một cái, thanh âm của cửu quỷ thôi hồn đang cao bỗng chuyển âm tiếp. Vì cùng một lúc, Kim Ngân Tiêu cảm thấy bảy luồng kình lực nhỏ như mũi tên đâm vào huyệt đạo của mình. Thì ra Kim Ngân Tiêu đã bị mất lừa. Nguyên do cửu quỷ ác bà đã biết nội lực của chàng chí cao, nên mụ đã quyết dùng ngay âm điệu thứ bảy là thất hãm quỷ âm tấn công chàng. Kim Ngân Tiêu không ngờ cửu quỷ thôi hồn có thể xuyên qua thần công hộ thể của người chàng. Nếu cửu quỷ ác bà dùng chưởng lực thì dù mụ có dùng đến 12 thành công lực của cửu quỷ thôi hồn, chưa chắc chưởng lực của mụ có thể phá vỡ được cự linh thần công của chàng. Nhưng đằng này mụ lại khôn ngoan, dùng âm thanh thứ bảy chuyên về điểm huyệt tấn công chàng. Thứ âm thanh này tạo thành một lãnh khí nhỏ rắp, nên xuyên qua được thần công hộ thể của chàng như mũi kim xuyên qua đá. Người khác thì chết ngay vì cửu quỷ ác bà, nhưng Kim Ngân Tiêu may mắn, nội lực đã quá cao, lại thêm uống được nước giải hạt ngàn năm, nên khi luồng khí xuyên qua thần công hộ thể của chàng, chàng đã phát giác kịp thời. Nhưng sự thể xảy ra quá ư mau lẹ, bãi luồng khí nhanh như tên bắn nhắm vào bãi huyệt đạo của chàng bắn tới, khiến cho chàng hoảng hốt quát lên một tiếng lớn, hai tay đẩy ra hai chưởng dời khí thế vô sọc. Kim Ngân Tiêu đang vận dụng cự linh thần công thức 84, nên tiếng quát của chàng như tiếng sét nổ, quả nhiên không kém gì tiếng mãnh sư hống của Bách Trưởng Thiền Sư. Chính nhờ tiếng quát ấy mà chàng thoát nạn. Té ra đối phó với âm thanh của cửu quỷ ác bà, bất cứ chưởng lực hay kình lực gì cũng vô ích, chỉ có một thứ có thể chống lại được âm thanh. Tiếng quát như sét nổ của chàng đã đẩy lùi được bãi luồng khí của cửu quỷ thôi hồn, nhờ đó huyệt đạo của chàng không bị điểm trúng. Còn hai chưởng mà chàng đã phát ra cấp bách, tùy đối với âm thanh thất hãm quỷ âm không có hiệu quả gì, nhưng lại được lợi thế là tấn công thẳng vào cửu quỷ ác bà. Chưởng lực của chàng ào ạt như dông tố lấn áp đến cửu quỷ ác bà, khiến cho mụ ta kinh hoàng, vội đổi âm điệu, biến thành thức thứ năm ngưu hầu quỷ âm. Đó là vì âm lực thất hãm quỷ âm tuy xuyên qua được nội lực, nhưng lại không chống được chưởng lực. Ngưu đầu quỷ âm tạo thành kình lực và chạm vào chưởng lực của cửu linh thần công, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kim Ngân Tiêu vừa thoát được thất hãm quỷ âm bất giác rùng mình lạnh gáy. Nhưng chàng giật mình nghe tiếng rên rỉ của Bách Trưởng Thiền Sư, vội nhìn về phía thiền sư. Bách Trưởng Thiền Sư vẫn ngồi im, nhưng một dòng máu đỏ từ miệng của ông ta đã nhỏ xuống. Thiền sư đã bị nội thương rồi. Nguyên là ngưu hầu quỷ âm của cửu quỷ ác bà phát ra quá mạnh, chạm phải cự linh thần công của Kim Ngân Tiêu, đồng thời còn làm cho Bách Trưởng Thiền Sư bị thương nữa. Đáng lẽ ra Bách Trưởng Thiền Sư không bị thương nặng đến như thế. Nếu thiền sư vận dụng nội lực hộ thân thì không đến nỗi nào. Nhưng vì ông chỉ ngồi yên không đỡ nên bị thanh âm của cửu quỷ thôi hồn làm hại. Kim Ngân Tiêu tức giận, vừa sợ rồi quát lên: "Cửu quỷ ác bà, mụ tàn nhẫn vô lương tâm!" Cửu quỷ ác bà cười lên the thé không đáp. Đột nhiên thanh âm thất hãm quỷ âm lại nổi lên, bãi luồng lãnh khí bay đến tấn công các huyệt đạo của Kim Ngân Tiêu lần nữa. Lần này Kim Ngân Tiêu đã có kinh nghiệm, chẳng chờ cho bãi luồng khí xuyên qua thần công hộ thể của mình, mà vận dụng thần lực quát ra một tiếng vang rền như tiếng sấm. Quả nhiên thanh âm của Kim Ngân Tiêu đẩy lui được thất hãm quỷ âm của cửu quỷ ác bà. Cửu quỷ ác bà càng tăng gia nội lực cửu quỷ thôi hồn thì tiếng quát của Kim Ngân Tiêu càng chấn động. Kim Ngân Tiêu chưa sử dụng âm thanh bao giờ, lần này thì sự ngẫu nhiên bắt buộc chàng phải dùng lên lối phát triển nội công này. Thành thử Kim Ngân Tiêu cũng như người vừa tìm thấy được một lối đi huyền diệu, một thủ pháp mới lạ. Càng đóng, thanh âm của Kim Ngân Tiêu càng mãnh liệt. Cự linh thần công của chàng vốn là một thứ thần công vô song của thiên hạ. Kim Ngân Tiêu đã luyện được nội công này là một sự kỳ duyên hạn hữu của Võ Lâm. Vì bình thường,
phải mất bơi 40 năm, khổ luyện thì mới luyện thành. Sau khi được hắc cốt ma nương truyền cho nội lực, lại được uống nước giải hạt ngàn năm, công lực của Kim Ngân Tiêu tăng già gấp bội. Có thể nói là nội trong các cao thủ đệ nhất của võ lâm, kể cả các bậc kỳ nhân tiền bối như hắc cốt ma nương, bách trưởng thiền sư, phi long thư sinh hay cửu quỷ ác bà, không ai có nội lực bằng chàng. Thật ra công lực tiềm tàng ấy, Kim Ngân Tiêu chưa biết cách lợi dụng thi thố đến tuyệt đỉnh, cho nên chưa phát triển đến mức kinh người xuất phàm nhập hóa. Nhưng bây giờ bỗng nhiên tìm được cách phát ra âm thanh, chàng đã thấy một cách thi thố thần diệu. Vì lẽ đó cho nên tiếng quát của Kim Ngân Tiêu lúc đầu còn đứt quãng, về sau mỗi lúc một thuần phục hơn. Tiếng quát của chàng trở thành một tiếng hú kéo dài, trầm bổng, thánh thoát, khi thì như hổ rống, lúc tựa như rồng ngâm. Càng lúc càng tuyệt diệu kỳ ảo, nối tiếp nhau dồn dập, như thác lũ đổ ra liên miên bất tuyệt. Thanh âm thất hãm quỷ âm của cửu quỷ ác bà làm sao chống nổi công lực tuyệt trần thâm hậu ấy. Chẳng bao lâu bảy luồng lãng khí đã bị đánh tan, đồng thời thanh âm cử linh thần công của Kim Ngang Tiêu tràn tới. Cửu quỷ ác bà cả kinh, lần lượt thay đổi âm điệu của cửu quỷ thôi hồn, cũng không sao chống đỡ nổi cử linh thần công của Kim Ngang Tiêu. Cửu quỷ ác bà lúc này mặt qua đỏ như gấc, nét mặt nhăn nhúm, trông khó coi vô cùng. Đột nhiên cửu quỷ ác bà quát lên một tiếng như sấm rền, tạm thời đẩy lui được thanh âm của Kim Ngang Tiêu. Đoạn nhanh như chớp mắt, cửu quỷ ác bà hướng về phía bách trưởng thiền sư bay tới. Lãnh khí đó vô hình vô sắc, nhưng kình lực của Kim Ngân Tiêu lúc bấy giờ đã phát huy rộng lớn, bao trùm cả một vùng. Thành tử ra bất cứ thứ thần công nào phát động, chàng cũng thấy ngay lập tức. Kim Ngân Tiêu thấy cửu quỷ ác bà chủ tâm muốn làm hại bách trưởng thiền sư, chàng kinh hãi và tức giận vô cùng, tận lực hú lên một tiếng, dùng thanh âm phá tan thất hãm quỷ âm của cửu quỷ ác bà. Đồng thời Kim Ngân Tiêu đẩy ra hai chưởng, theo thế song long quá hải, tức là một chiêu rất mạnh của cửu linh thần chưởng. Hai luồng chưởng phong của Kim Ngân Tiêu cuồn cuộn ập tới như hai con thần long qua biển. Cửu quỷ ác bà giận cá chém thớt, định hạ độc thủ với bách trưởng thiền sư. Không ngờ chưởng phong của Kim Ngân Tiêu đã bay tới, khiến lão quái bà rú lên một tiếng khiếp hãi. Nhảy tránh không kịp, đành phải giơ hai chưởng lên, vận dụng 10 thành công lực cửu quỷ thôi hồn ra đối chưởng. Ầm bùng, hai tiếng nổ rền rỉ. Người cửu quỷ ác bà bỗng bắn tung lên rồi bay là lạ như một con chim én. Đó là thế cưỡi chưởng phong, chỉ có những đệ nhất lưu cao thủ mới dám sử dụng, vì chỉ sơ ý một chút là bị chưởng lực của đối phương đánh vỡ nội tạng liền. Cửu quỷ ác bà bay là lạ như một con chim én, đầu ngoái lại nhìn, trong lòng căm hận, quyết tìm cách lấy cho bằng được cuốn kinh cử linh thần công mới nghe. Xong giữa lúc ấy có tiếng hú từ xa vọng tới, rồi bốn bóng người thấp thoáng phi lại như bay. Đó là trí trưởng lão giám diện của thiên Phật tự đi tìm bách trưởng thiền sư. Bốn vị cao tăng này tuy không phải là trưởng môn của phái Nga Mi, nhưng vài vế của họ lại có phần ở trên cả bách trưởng thiền sư. Nhạc trồng thấy bốn trưởng lão râu trắng xóa đang phi đến, cửu quỷ ác bà biết ngay là gặp cường địch. Vì một lẽ bí ẩn, bách trưởng thiền sư không ra giao đấu, nhưng bốn vị trưởng lão này đâu có sợ cửu quỷ ác bà. Đấu với Kim Ngân Tiêu chưa chắc đã thắng, nay lại thêm cường địch, làm sao có hy vọng thắng nổi. Cửu quỷ ác bà liền rú lên một tiếng dài, thân hình của y bay biến, chớp mắt đã không thấy đâu cả. Kim Ngân Tiêu thấy cửu quỷ ác bà bỏ đi, liền thở dài một tiếng nhẹ nhõm, chạy đến bên bách trưởng thiền sư. Vừa đúng lúc ấy, bốn vị trưởng lão giám tự của thiên Phật tự cũng đã chạy đến. Tất cả thấy bách trưởng thiền sư bị thương đều kinh hoàng và tức giận vô cùng. Nhưng thấy đối phương đã chạy xa rồi, lại biết rằng Kim Ngân Tiêu có công đánh đuổi cường địch, bốn trưởng lão đều chấp tay đa tạ. Kim Ngân Tiêu thấy đã có tứ trưởng lão đến trợ giúp cho bách trưởng thiền sư, nên chàng cũng yên lòng từ tả đi ngay. Chàng chạy về phía có tên Hoàng Sam võ sĩ bị đánh rớt, nhưng kinh ngạc
thấy xác của y đã biến mất từ bao giờ. Kim Ngân Tiều đứng ngơ ngác nhìn quanh, chợt thấy ở phía xa xa có một khu nhà rất tráng lệ, tự như là một tòa cung điện. Chàng liền nghĩ thầm, U Minh Cung đó chăng? Nếu vậy thì tên Hoàng Sam võ sĩ này tất phải được đưa về nơi đó. Nghĩ vậy cho nên Kim Ngân Tiêu tung mình nhảy lên như một con chim én lượn. Mắt liếc nhìn về phía sau, thấy tứ trưởng lão đang dìu Bách Trưởng Thiền Sư bước đi. Chàng liền thẳng hướng tòa cung điện, thì triển tu di thân pháp chạy đi nhanh dùng dục như tên bắn. Ngọn núi kim đỉnh cao và nhọn quát như một tòa tháp, nhưng chu vi quanh chân núi rộng lớn có đến mấy chục dặm. Suốt một miền này gọi là Côn Luân Thánh Địa, cảnh sắc lạ lùng tự như bồng lai tiên cảnh. Kim Ngân Tiêu chạy một hồi đã thấy cảnh cung điện hiện ngay trước mắt. Nếu đây là U Minh Cung thì quả là hiểm địa, mình phải coi chừng mới được. Đứng ở trên cao, Kim Ngân Tiêu mới nhìn thấy bao quát cả một vùng. Chàng bất giác ngây người kinh lạ. Côn Luân Thánh Địa, nơi tu luyện của các bậc trưởng lão của Côn Luân đạt tới mức trường sinh bất tử, làm sao có những cung điện nguy nga tráng lệ như thế này? Có tới cả chục tòa lâu đài, hết thảy đều xây dựng trên một ngọn đồi không cao lắm. Nhưng mỗi tòa lâu đài là một cung điện tuyệt đẹp, chẳng khác gì cung vua phủ chúa. Nếu không phải là ở trong Côn Luân Thánh Địa, Kim Ngân Tiêu đã đoán chắc rằng đây là hoàng cung hay một chốn đền đài của các bậc vương giả quyền quý giàu sang nào đó. Nhìn thấy cảnh lộng lẫy xa hoa ở trước mặt, Kim Ngân Tiêu tự hỏi thầm. Chủ nhân U Minh Cung là hạng người như thế nào? Y lập ra cung điện như vua chúa thế này để làm gì đấy? Nhưng Kim Ngân Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Khi nhìn ngắm một lúc lâu mà không thấy một bóng người nào qua lại trong khu cung điện ấy cả. U Minh Cung cao thủ như dân, Kim Ngân Tiêu đã biết thế nên đến đây chàng đã nghĩ ngay rằng sẽ gặp những quân canh gác nghiêm ngặt, những vệ sĩ chăn lưới hết lượt này đến lượt khác, tưởng như một con kiến cũng khó lòng mà vượt qua được. Chẳng ngờ Kim Ngân Tiêu đang nhìn ngắm hồi lâu, cảm thấy như cung điện đã bỏ ngỏ. Phía bên ngoài chẳng có một bóng người canh gác, mà trong cung tựa hồ như trống rỗng, chẳng thấy một chút hoạt động nào. Trước cảnh tượng lạ lùng đó, Kim Ngân Tiêu bỡ ngỡ nghĩ thầm, U Minh Cung là đây chăng? Hay chỉ là một khu lâu đài bị bỏ hoang? Nhưng chàng khó lòng tưởng tượng đây là nơi bỏ hoang, vì từ mái nhà, bờ tường, bậc cửa cho đến mấy giường hoa rực rỡ, tất cả đều như mới, sạch sẽ, tinh tươm, chẳng chút nào là hoang phế cả. Kim Ngân Tiêu không dằn được lòng hiếu kỳ, vội ngã nhai xuống, rồi chạy đến gần khu lâu đài, cất mình nhảy vọt lên như một con chim bay. Vượt qua tường rào, rồi hạ xuống một mái nhà ở sát bên bờ tường. Quả nhiên trong khu này không có người. Kim Ngân Tiêu trong lòng kinh lạ, nhưng đã bớt dè dặt, liền chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà kia thám thính khắp nơi. Đâu đâu chàng cũng thấy cảnh xa hoa lộng lẫy. Chẳng những các tòa cung điện trần thiết trang trí cực kỳ đẹp đẽ, mà ngay cả đến những vườn bông, ngọn giả sơn hay sân gạch đá hoa cũng quý giá vô ngần. Mục đích của Kim Ngân Tiêu là tiến đến tòa cung điện ở phía bên tả, có một hồ nước rộng lớn, nước xanh dần. Xung quanh hồ trồng một loài cây lạ, trông tựa như là cây mang đà la, nhưng hoa lại đủ màu đủ sắc, sặc sỡ vô cùng, khác hẳn với mang đà la. Nhát tâm thấy hồ nước, Kim Ngân Tiêu bỗng giật mình đứng sững lại ngay. Không phải hồ nước đẹp đó đã làm cho chàng ngạc nhiên, mà là người ngồi ở bên hồ. Bên hồ nước, trên một tảng đá lớn, dưới những cây hoa tươi thắm, có một người ngồi, quay mặt nhìn ra phía hồ, lưng quay lại phía Kim Ngân Tiêu. Đó là một người đàn bà, đúng ra là một phu nhân quyền quý hay một vị dương phi của triều đình, vì sắc phục của người ấy hoàn toàn bằng lụa quý giá. Không những thế, trên mái tóc, cổ tay của người ấy đều lấp lánh, gắn những bảo ngọc minh châu sáng chói lòa. Đứng từ xa, Kim Ngân Tiêu chỉ nhìn thấy lưng của vị phu nhân ấy,
không trông rõ mặt, nhưng chàng không khỏi ngạc nhiên tự nhủ thầm. Tại sao lại có một vị phu nhân quyền quý như thế này ở đây? Mà vị phu nhân này lại chỉ có một mình trơ trọi ngồi bên hồ nước, thật là lạ lùng. Ngắm nhìn hồi lâu, thấy vị phu nhân vẫn ngồi im trên hồ nước, tựa hồ như là một pho tượng đá. Trương Ngân Tiêu càng ngạc nhiên và không nghĩ ngợi thêm, lập tức thi triển khinh công chạy về phía đó. Đang thi triển như bay, bên tai gió động ù ù thổi. Kim Ngân Tiêu bỗng giật mình đứng sững lại, dẫn khí phòng thân và đưa mắt nhìn hai bên. Từ khi luyện được cự linh thần công, Kim Ngân Tiêu đã có tai và mắt minh mẫn sáng suốt gấp bội phần người thường. Vừa rồi đang chạy, tai của chàng bỗng thoáng phân biệt được tiếng thở nhẹ giữa tiếng gió thổi dù dù ở bên tai, nên biết ngay xung quanh có người. Nhưng khi Kim Ngân Tiêu đứng lại đưa mắt quan sát, chàng lại không thấy gì hết. Xung quanh chàng chỉ là những tòa cung điện xa hoa nhưng vắng ngắt, cả đến tiếng hô hấp vừa rồi cũng không còn nữa. Kim Ngân Tiêu vừa cười lạnh nhạt một tiếng, đảo bước tiến lại bên hồ nước, không cần để ý những kẻ rình rập xung quanh nữa. Khi tiến đến gần người đàn bà ngồi trên phiến đá bên bờ hồ, Kim Ngân Tiêu đã nhận rõ chiếc lưng thon thon, chiếc gái trắng ngần với mớ tóc mây búi ngược lên, nên chàng đoán ngay rằng thiếu phụ này hẳn còn trẻ và người tuyệt đẹp, chẳng cần nhìn rõ mặt. Nghĩ vậy, Kim Ngân Tiêu chẳng ngại đường đột, rảo bước tiến lại định hỏi vị phu nhân là ai. Không ngờ khi Kim Ngân Tiêu chỉ còn cách sau lưng của người đàn bà độ 10 bước, bỗng có một giọng nói thánh thoát như tiếng chuông ngân từ phía người đàn bà vẳng lại. Kim công tử đã đến đó rồi phải không? Kim Ngân Tiêu giật nảy người, chàng đứng sững lại ngay. Chàng giật mình vì hai lẽ. Từ xa chạy đến nơi này, Kim Ngân Tiêu đã thi triển tuyệt đỉnh khinh công tu di thần pháp. Người của chàng nhẹ như lông hồng, bước chân của chàng thì lướt trên mặt đất, không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Vậy mà Kim Ngân Tiêu vừa bước tới, người đàn bà ngồi quay lưng đã biết rồi. Nhưng Kim Ngân Tiêu giật mình kinh hãi hơn hết là thấy người đàn bà biết tên của mình và gọi đúng tên khi chưa trông thấy mặt chàng. Kim Ngân Tiêu kinh lạ quá, chàng buộc miệng hỏi: Người là ai? Giữa lúc ấy, ở hai bên Kim Ngân Tiêu bỗng có tiếng thét lạnh lạnh: Đứng lại! Đồng thời hai luồng kình lực rất mạnh từ hai bên đẩy tới, hòa hợp với nhau một cách linh diệu lạ lùng, tạo thành một bức tường áp lực trước mặt của Kim Ngân Tiêu. Chẳng những ngăn cản không cho chàng tiến lên, mà còn muốn đẩy chàng lùi lại nữa. Kim Ngân Tiêu cười nhạt một tiếng, khẽ phất tay áo một cái nhẹ. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng nhỏ, luồng kinh lực ở trước mặt chàng bị phá vỡ làm đôi, rồi bị đẩy ngược trở lại. Hai bên phiến sỏi đá cũng bị cuốn theo nghe rào rào. Người đàn bà ngồi trên phiến đá vẫn không quay đầu lại, nhưng cất tiếng ngân nga như tiếng chuông, giọng nói hết sức là oai nghiêm quát bảo: Bày không được vô lễ với Kim công tử. Mấy tiếng dạ lanh lảnh ở hai bên khiến cho Kim Ngân Tiêu phải liếc mắt nhìn sang bên. Thì ra ở hai bên chàng cách độ 10 bước đã có hai thiếu nữ đứng bên cạnh. Hai chiếc vạt bằng đá lớn gấp hai cái đầu người như hai ngọn núi nhỏ. Những chiếc vạt đá này chạm trổ rất công phu, toàn là bằng màu trắng toát nổi vân xanh, đặt rải rác ở quanh bờ hồ làm cảnh. Hai thiếu nữ nọ có lẽ đã nấp sau hai chiếc vạt nhỏ đó, nên Kim Ngân Tiêu trông không thấy rõ. Đến khi Kim Ngân Tiêu tiến lên đến gần thiếu phụ, cả hai mới xông ra quát bảo chàng đứng lại, đồng thời dùng chưởng định ngăn cản chàng. Nhưng công lực của Kim Ngân Tiêu thâm hậu vô cùng, chỉ một cái nhấc tay nhẹ, chàng đã đẩy lùi được hai luồng chưởng lực đó, khiến hai thiếu nữ bị phản lực đẩy về lão đảo muốn ngã. Cả hai sắc mặt tái mét, dạ lên một tiếng, rồi trố mắt nhìn Kim Ngân Tiêu. Không ngờ chàng thanh niên nhỏ tuổi này lại có công lực kinh người đến như vậy. Kim Ngân Tiêu liếc nhìn hai thiếu nữ, thấy họ mặc y phục màu xanh, tóc kết ở sau theo kiểu tỳ nữ. Cả hai trong độ 17 hay 18 tuổi, mắt mũi xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Kim Ngân Tiêu không khỏi kinh lạ,
Dưỡng lực vừa rồi của hai thiếu nữ tuy bị chàng đẩy lui, nhưng xét ra không phải là tầm thường. Có lẽ ngay cả các cao thủ võ lâm trong thiên hạ cũng chỉ có công lực mạnh mẽ như thế là cùng. Hai thiếu nữ này xét ra chỉ là hai tỳ nữ của vị phu nhân nọ, vậy mà đã có võ công như thế, thử hỏi chủ nhân của chúng còn cao siêu như thế nào nữa. Nhưng Ngân Tiêu trong lòng kinh hãi, vừa ngạc nhiên tiến thêm lên mấy bước nữa, đến sau thiếu phụ và hỏi: Phu nhân là ai? Tại sao biết tên của tại hạ? Lúc đó vị phụ nhân mới từ từ quay đầu lại, khuôn mặt ngọc hiện ra, đôi mắt phượng long lanh, làn thu ba đưa đẩy, đôi môi tươi thắm chúm chím cười, hé lộ hàm răng trắng như ngọc. Kim công tử, ta đã gặp công tử một lần, công tử không biết sao? Vừa trông thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của vị phu nhân, Kinh Ngân Tiêu đã giật mình choáng váng. Vị phu nhân đó nói không sai, Kinh Ngân Tiêu quả đã gặp người đàn bà này một lần, và gặp trong một khoảnh khắc tựa như cơn gió thoảng. Chàng không thể quên được khuôn mặt với cặp mắt lạ lùng này, trừ phi chàng nhìn thấy vị phu nhân ngồi trong võng đi qua mặt chàng trên đỉnh ngọn trường quái vị trong khu vực bát quái, trên con đường tự động lôi công tiến vào Côn Luân thánh địa này. Lúc đó chàng và Thôi Ngọc Linh cùng Bạch Thiên Vân đang lạc lõng trong khu vực bát quái với những bức tường đá cao ngất vô cùng quái lạ, thì bỗng nhiên một đoàn người, một đoàn thị nữ theo hầu một chiếc võng chạy qua mặt bọn chàng như một bóng ma quái gở. Trên chiếc võng đó có một vị phu nhân này, và giữa lúc đi ngang qua mặt bọn chàng, bức rèm the của chiếc võng lay động, hé lộ khuôn mặt như tiên nga, nhìn với cặp mắt lóng lánh sáng quắc, chiếu thẳng vào mặt của Kim Ngân Tiêu khiến cho chàng phải rùng mình kinh sợ. Đến kỳ Kim Ngân Tiêu nhảy lên bờ tường đuổi theo, thì đoàn thị nữ và chiếc võng đã biến mất rồi. Kim Ngân Tiêu làm sao quên được hình ảnh đó? Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong óc của chàng, khiến cho Kim Ngân Tiêu sa sầm nét mặt và trầm giọng hỏi: phu nhân là ai? Có phải phu nhân chính là chủ nhân của U Minh Cung đó không? Vị phu nhân cười khanh khách một hồi rồi mới cất tiếng nói: Kim công tử, nếu ta là chủ nhân của U Minh Cung, công tử sẽ xử trí ra sao? Kim Ngân Tiêu nghe câu hỏi đó, lòng càng nghi ngờ, chàng sa sầm nét mặt và sẵn tiếng đáp: nếu phu nhân là chủ nhân của U Minh Cung, tại hạ cũng chẳng có đáng gì để nói, chỉ có hai câu hỏi và hai lời yêu cầu mà thôi. Vị phu nhân vẫn tươi cười và đáp: Kim công tử, công tử định hỏi cái gì, thử nói cho ta nghe có được không? Kim Ngân Tiêu mười phần nghi chính, đây chính là chủ nhân của U Minh Cung, chàng liền lạnh lùng nói: tại hạ muốn hỏi chủ nhân U Minh Cung, nơi đây là Côn Luân thánh địa, đất cấm của phái Côn Luân, đã từ bao trăm năm nay, chủ nhân U Minh Cung lấy tư cách gì và quyền lực gì để chiếm cứ vùng đất này? Vị phụ nhân ngửa mặt lên trời cười giòn tan và gật đầu liên hồi nói: hay lắm, hay lắm, quả là một câu hỏi đích đáng. Còn câu hỏi thứ hai? Kim Ngân Tiêu bắt đầu tức giận về thái độ của thiếu phụ, hai mắt của chàng quát lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt ngọc ngà và trầm giọng hỏi: tại hạ muốn hỏi chủ nhân U Minh Cung, vì lẽ gì lại ra tay sát hại những cao thủ võ lâm khi họ đột nhập vào chốn này? Tại sao chủ nhân U Minh Cung dùng độc hình tra khảo các nhân vật võ lâm rồi giam giữ họ vào tử ngục cho đến chết? Vị phụ nhân tuyệt thế hình như rất thích thú khi thấy Kim Ngân Tiêu tức giận, nên càng cười lớn hơn, như muốn chăm chọc cho chàng bực tức thêm, rồi lại nói: quả là hay, quả là hay đó. Còn hai lời yêu cầu Kim công tử nói ta nghe thử coi. Kim Ngân Tiêu tức đến đỏ mặt nên sẵn tiếng đáp: chủ nhân U Minh Cung hãy trả lời hai câu hỏi của tại hạ, sau đó tại hạ sẽ nói hai lời yêu cầu. Vị phụ nhân nheo mắt nhìn chàng như nhìn một đứa trẻ làm nũng và lắc đầu nói: Kim công tử, công tử nóng nảy quá, chẳng biết tình lý là gì nữa rồi.
Công tử coi vừa rồi, công tử nói ra một lượt, có những hai câu hỏi và hai lời yêu cầu. Vậy mà bây giờ công tử chỉ nói ra hai câu hỏi, còn hai lời yêu cầu lại giấu đi không chịu nói ra nốt. Tử hỏi người nghe, chịu sao nổi chứ? Cũng như nhà bếp dọn một mâm bánh ra cho thực khách nhìn thấy rồi lại cất đi, làm sao lại có sự vô lý như vậy chứ? Kim Ngân Tiêu cũng thừa biết lý luận của vị phu nhân này chỉ là chuyện đùa cợt, không phải lý luận đúng để đem ra tranh luận. Nhưng vì giọng nói của vị phu nhân có một sức quyến rũ lạ lùng, giọng nói thánh thoát như tiếng đàn, êm dịu như tiếng suối reo, trầm bổng như tiếng chim kêu, khiến cho người nghe thích thú chỉ muốn nghe mãi, không cần để ý xem lời nói đó có ý nghĩa thế nào. Kim Ngân Tiêu đang tức giận cũng phải ngây người ra trước sắc đẹp và giọng nói quyến rũ đó. Lạ lùng là lý luận ngô nghê của thiếu phụ không làm chàng tức giận, thêm nữa mà trái lại còn khiến chàng khẽ nhếch mép, muốn tức cũng không sao mà tức giận nổi nữa. Kim Ngân Tiêu chợt nhớ người đàn bà đẹp này có thể là chủ nhân U Minh Cung tàn bạo độc ác vô song, kẻ thù của toàn võ lâm đương thời, nên chàng trấn tĩnh tinh thần và cất tiếng lạnh lùng nói: phu nhân muốn biết hai lời yêu cầu của tại hạ cũng không sao. Vị phu nhân cười khanh khách: nói đi Kim công tử, nói đi chứ. Kim Ngân Tiêu nghiến răng nói một giọng cương quyết như dao chém đá: tại hạ yêu cầu chủ nhân U Minh Cung phải đem toàn thể thuộc hạ rời khỏi Côn Luân thánh địa này ngay, để trả lại thánh địa cho phái Côn Luân. Vị phu nhân kêu lên một tiếng, làm ra bộ dáng vô cùng ngạc nhiên, nhưng sự thật nàng ta chẳng có ngạc nhiên chút nào, vì nụ cười tươi như hoa vẫn còn nở ở trên môi, ngay cả sắc mặt cũng không cố làm ra vẻ ngạc nhiên mà vẫn tươi cười như cũ. Kim Ngân Tiêu nhận thấy sự việc đó nên chàng tức mình gằn giọng: còn lời yêu cầu thứ hai là trước khi đi khỏi nơi này, chủ nhân U Minh Cung phải phóng thích tất cả những nhân vật võ lâm còn giam giữ, nhất là có người nào trong lúc giao tranh với thủ hạ U Minh Cung bị trúng độc dược, chủ nhân U Minh Cung phải bỏ ngay thuốc giải và cứu chữa những người đó ngay. Vị phụ nhân cười lớn hơn bao giờ hết, tiếng cười lanh lảnh trong trẻo giòn tan như muôn ngàn khánh chuông bằng ngọc va chạm vào nhau. Nhưng lúc này tiếng cười đó như nhạo báng châm vào tai của Kim Ngân Tiêu, khiến cho chàng không thể nhịn được nữa, liền quát lên một tiếng như sét nổ, khiến hai thiếu nữ trông như nữ tỳ đứng hai bên cạnh đã khiếp đảm kêu lên một tiếng và cùng tiến lên một bước. Đồng thời không biết xuất hiện từ đâu có tới cả hai chục thiếu nữ ăn mặc y hệt như hai người trên, đã nhảy ra như những bóng ma bao vây Kim Ngân Tiêu vào giữa. Vị phụ nhân vội im tiếng cười, giơ tay quát khẽ: chớ vô lễ với Kim công tử, tụi bay lui ra hết. Trên 10 thiếu nữ trẻ măng, không người nào ngoài 20 tuổi, nhất tề cúi đầu vâng lệnh, rồi lùi lại ẩn mình sau các gốc cây, giạt đa, giả sơn quanh đó, biến đi mất hết như trước. Kim Ngân Tiêu biết gặp phải kình địch gây gớm, chàng không dám coi thường, vận khí toàn thân, ứng dụng cự linh thần công hộ thể, tiến lên một bước rồi dằn giọng hỏi: chủ nhân U Minh Cung, tại hạ chờ câu trả lời. Mắt Kim Ngân Tiêu tia hào quang sáng rực, hai tay của chàng từ từ giơ lên như sẵn sàng ứng chiến. Vị phu nhân nét mặt không thay đổi, mỉm cười nói: Kim công tử chớ có hiểu lầm, ta không phải là chủ nhân U Minh Cung đâu. Từ nãy giờ Kim Ngân Tiêu vẫn đinh ninh vị phu nhân này chính là chủ nhân U Minh Cung, nên khi nghe nói như vậy, làm sao chàng không khỏi sửng sốt, đứng trố mắt nhìn người đàn bà xinh đẹp như tiên. Trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, không hiểu vì sao như thấy nhẹ nhõm, hân hoan, khoan khoái vô cùng. Tuy nhiên nỗi vui mừng vô cớ đó, nó chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng, rồi sau đó nét mặt của Kim Ngân Tiêu lộ ra một sự do dự hoài nghi. Nếu người đàn bà này không phải là chủ nhân của U Minh Cung, những tòa lâu đài cung điện này không phải là U Minh Cung hay sao?
Bất giác Kiều Ngân Tiểu khẽ liếc mắt nhìn quanh một lượt, cặp mắt như sắc dao của vị phu nhân đã thấy cử chỉ của Kim Ngang Tiểu. Nụ cười trên đôi môi hồng hé lộ những chiếc răng nhỏ nhắn, trắng như ngọc, và tiếng quanh lại vang lên. Kim công tử, đây không phải là U Minh Cung? Kim Ngân Tiểu ngờ ngác hỏi, vậy đây là nơi nào? Vị phu nhân chấm chím cười nói, đây là Đào Hoa Cung. Đào Hoa Cung? Kim Ngân Tiểu chưa nghe thấy nói đến bao giờ, nhưng thật là kinh dị. Cung Luân Thánh Địa, nơi dùng đất cấm uy nghiêm của một đại môn phái nhất nhị của võ lâm, chẳng những có U Minh Cung mà lại còn có cả Đào Hoa Cung nữa. Nguyên một cái tên đó cũng đủ tương phản sự quái gở của một nơi thánh địa rồi. Kim Ngân Tiêu lạ lùng buộc miệng hỏi, Đào Hoa Cung, vậy ra người là? Vị phu nhân đó nói tiếp với chàng, ta là chủ nhân của Đào Hoa Cung, ta không phải là chủ nhân của U Minh Cung. Hết kinh dị rồi đột nhiên nghi ngờ, đôi mắt của Kim Ngân Tiêu bỗng lóe lên ánh sáng như muốn xuyên qua bộ mặt ngọc để tìm hiểu những bí ẩn bên trong. Rõ ràng là chủ nhân U Minh Cung đã chiếm cứ Cung Luân Thánh Địa từ bao nhiêu năm nay, tác hoài tác quái, làm sao lại có thể có Đào Hoa Cung lọt vào trong đây được. Kim Ngân Tiêu chưa gặp chủ nhân của U Minh Cung, nhưng chàng đã thấy thủ đoạn của y gian xảo và độc ác thế nào rồi. Một kẻ như chủ nhân U Minh Cung không thiếu gì những thâm mưu độc kế, trí trá khôn lường. Vị phụ nhân như hiểu được ý nghĩ của Kim Ngân Tiêu liền cười nói, Kim công tử khỏi cần phải nghi ngờ gì nữa. Nếu ta là chủ nhân của U Minh Cung, ta còn mất công cứu công tử và những quý hữu ra khỏi khu bát quái làm gì? Nếu ta là chủ nhân của U Minh Cung, tại sao ta không để cho công tử ngửi cái hơi của Tử Đoạn Trường Thảo trong thạch bích trận? Lần này thì Kim Ngân Tiêu bàng hoàng, tưởng như có tiếng sét nổ ngang tai, khiến cho chàng chỉ còn đứng ngay người trố mắt ra nhìn. Vị phụ nhân thấy chàng như vậy lại cười chế giễu nói, Kim công tử vẫn chưa hiểu hay sao? Nếu ta không cho công tử lối thoát ra khỏi thạch bích trận, liệu công tử có đến được nơi đây không? Hai chữ ở trên tường đá, trong lúc vui đùa có lẽ đã quá tai một chút, chắc công tử cũng không hờn giận chứ. Hai chữ xọa tử đó, nếu ta không giết còn ai giết nữa? Chưa bao giờ Kim Ngân Tiêu kinh dị đến như thế, chàng choáng váng cả người. Té ra hai chữ xọa tử ghi trên tường đá làm cho chàng thắc mắc chính là do vị phu nhân này giết. Nhưng có một điều quái lạ hơn nữa khiến chàng vẫn chưa hiểu nổi. Vị phu nhân lại nói, chẳng lẽ công tử oán giận người đã cứu công tử thoát chết hay sao? Hai chữ xọa tử, chẳng qua là ta cũng hơi bực mình. Thấy công tử ngốc như vậy, nghĩ mãi mà không hiểu, nên đưa tay viết đại lên tường thôi. Kim Ngân Tiêu kêu à lên một tiếng kinh hãi. Phải rồi, vết tay khổng lồ lớn bằng nắm tay người thường. Nhưng làm sao lại là tay của vị phu nhân này? Kim Ngân Tiêu đã tưởng đó là vết tay của một người khổng lồ quái dị. Chàng kinh hãi buộc miệng nói, vết tay. Vừa nói chàng vừa nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngà của thiếu phụ. Vị phụ nhân hiểu cái nhìn đó, nàng bật cười khanh khách rồi nói, Kim công tử ngạc nhiên vì vết tay to lớn để ở trên tường có phải không? Nếu là vết tay nhỏ làm sao lưu ý được mọi người? Vì vết tay lớn đó Kim công tử mới thấy. À, vết tay đó chính là tay của ta đó. Kim Ngân Tiêu tưởng như đây là chuyện quái lạ nhất trần gian, chàng nửa tin nửa ngờ, chỉ còn biết dương mắt nhìn thiếu phụ. Vị phụ nhân lắc đầu cười như chế giễu sự ngây ngốc của một đứa trẻ con và nói, Kim công tử võ công cao cường thật, nhưng kiến thức chừng như còn nông cạn lắm. Trong lúc bôn tẩu giang hồ, công tử có nghe nói đến Hoa Hoa Công bao giờ chưa? Kim Ngân Tiêu bất giác đỏ mặt, Hoa Hoa Công? Quả thực là chưa bao giờ chàng nghe nói đến thứ công phu quá dị đó bao giờ. Nhưng Hoa Hoa Công có liên hệ gì đến vết bàn tay khổng lồ trên tường đá? Chẳng lẽ vị phụ nhân này đem chuyện quyền quạt ra lừa bịp chàng để tự nhận cứu mình sao? Vị phụ nhân thấy chàng đỏ mặt liền cười nói,
Nhưng công tử hà tất phải hổ thẹn như thế làm gì? 50 năm nay trong võ lâm chưa có người nào luyện thành Hoa Hoa công, mà chắc cũng không có mấy người biết tới công phu này. Kim công tử là kẻ hậu sanh, làm sao biết được những chuyện này? Những bậc tiền bối đương thời cũng không hay biết. Kim Ngân Tiều quyết chẳng để cho vị phu nhân này lấy chuyện Hoa Hoa công ra đánh lạc hướng, về vết tay to lớn in trên mặt tường đá, liền tất tiếng hỏi: "Phu nhân, tại hạ muốn biết vết tay trên tường đá vì sao mà có?" Vị phụ nhân không đáp, bỗng nhiên từ từ đứng lên, tiến lại bên chiếc giạc bằng đá to lớn, cao bằng hai cái đầu người, trông lững lững như một khối đá lớn. Kim Ngân Tiêu còn ngạc nhiên chưa hiểu vị phụ nhân đó định làm gì, thì vị phụ nhân đã quay lại nói: "Kim công tử, hãy coi cho kỹ đây." Nói dứt lời, bàn tay trắng muốt đã giơ lên. Không hiểu vị phu nhân này vận dụng công lực như thế nào và dùng công phu gì mà chỉ thấy mấy cành lá cây ở chung quanh đó đang xanh tươi bỗng nhiên héo úa cả đi. Một sức nóng hâm hấp phát ra khiến cho Kim Ngân Tiêu đứng cách xa đến 6-7 bước cũng cảm thấy, đồng thời sỏi đá ở dưới chân bỗng xoáy tròn như một cơn gió lốc. Kim Ngân Tiêu trợn mắt kinh hãi thầm: "Vì chàng nhận thấy công lực của thiếu phụ này quả là xuất chúng, nội trong võ lâm đương thời không ai sánh bằng được. Quả chàng chỉ có Hắc Cốt Ma Nương, người chị em kết nghĩa với chàng, là có công lực tương đương mà thôi." Nhưng Kim Ngân Tiêu bỗng la lên một tiếng, vì trước mặt chủa chàng còn xảy ra một việc vô cùng quái dị nữa. Số là vị phu nhân này giơ chưởng lên, xòe cả năm ngón, rồi từ từ áp vào bên hông của chiếc giạc bằng đá. Bàn tay đó không chạm vào đá, mà ngừng lại khi còn cách mặt đá chừng nửa xích rồi giữ nguyên như thế. Lạ lùng thay, cùng lúc ấy, trên mặt đá nhẵn ở bên hông chiếc giạc đã thấy in hình một bàn tay khổng lồ, lớn bằng 5 bàn tay thường, cũng đủ 5 ngón, y hệt bàn tay của vị phu nhân giơ lên ở trước đó. Bàn tay khổng lồ mới đầu còn mờ mờ, nhưng chỉ phút chốc sau, vết hằn trên mặt đá càng sâu thêm, nên trong hình bàn tay rất rõ, quả nhiên giống hệt bàn tay mà Kim Ngân Tiêu đã trông thấy trên mặt tường đá. Lúc đó trên đầu của vị phu nhân đã thấy tia lên trời một luồng khói màu hồng nhạt, y hệt luồng khói mà Kim Ngân Tiêu đã từng thấy xuất hiện trên đầu của Hắc Cốt Ma Nương khi Hắc Cốt Ma Nương vận công chữa thương cho chàng. Nhưng luồng khói trên đầu của vị phu nhân chỉ thoáng hiện rồi lại tan biến ngay, vì ngay sau đó vị phu nhân đã hạ bàn tay xuống, khiến bầu không khí mát mẻ như thường, và sỏi cát ở dưới chân cũng không còn bị lốc xoáy nữa. Vị phu nhân quay người lại, nhìn Kim Ngân Tiêu rồi cười nói: "Kim công tử đã thấy hiệu lực của Hoa Hoa công như thế nào rồi chứ?" Kim Ngân Tiêu ngay người ra không biết nói làm sao, không cần phải giải thích nhiều, chàng đã hiểu ngay rằng vị phu nhân này đã vận dụng thứ Hoa Hoa công đó vào bàn tay. Chỉ cần để bàn tay cách xa mặt đá độ nửa xích, kình lực của Hoa Hoa công từ bàn tay phát ra có thể in lõm sâu vào đá. Thì ra danh từ Hoa Hoa công lấy tên một loài ếch chẳng phải là vô lý. Giống ếch có tài nín hơi và có phần bụng bị phình ra, Hoa Hoa công này cũng có uy lực phát trưởng, chỉ cần có một bàn tay nhỏ nhắn mà kình lực phát ra có thể bành trướng to lớn bằng bàn tay khổng lồ in hình vào trong đá. Trong thế gian này thật không có thứ công lực nào quái lạ hơn nữa. Vị phụ nhân đứng nhìn Kim Ngân Tiêu rồi lại hỏi: "Thế nào Kim công tử, công tử còn cho ta là chủ nhân của U Minh Cung nữa hay không?" Kim Ngân Tiêu giật mình, mặt hơi bừng đỏ, vội chắp tay rồi nói: "Quý thính giả thân mến, Tự Linh Thần Chưởng phần thứ 47, tác giả Ngây Khuôn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 48 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt."